À, cái này chỉ khoảng 700-800 mét thôi, chưa được 1000 mét. Anh em đang dùng máy đầm chạy bằng xăng. Đây. Đi rất là dễ dàng. Còn phần đầu trong kia là đang dùng máy gạt bằng thước. Cái gạt bằng thước, gạt phẳng bằng thước, dài 6 mét. Chưa được 6 mét, hình như là khoảng 5 mét hay 4 mét rồi đấy. Thì đợt này là hơi bị nhiều nước. Đây là đá 24 đấy nhá. Đá này là 24 đấy.